giảng tòa nhân sanh hạnh phúc Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như Pháp Người giảng thầy giáo Thái Lệ Hút Số một tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước Giáo dục con cháu của họ như thế nào Số 2 thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào Số 3 quy tắc nhân sanh đầu tiên đệ tự quy Ngày 20 tháng 11 năm 2004, thành phố Hải Khẩu, trung tâm dở lòng quốc học Hiếu Liêm, Tập 11 Các vị bằng hữu Chào mọi người buổi tối an lành Bài của chúng ta đã nói đến chỗ Thần đối với quân Nghĩa là Cấp dưới thì có trách nhiệm khuyên can Những sai lầm của người lãnh đạo Cho nên không chỉ là Cấp dưới phải khuyên ca người lãnh đạo Kỳ thực lúc ở trong gia đình Chúng ta phận làm con cái Khi cha mẹ có lỗi lầm Thì chúng ta cũng phải nên khuyên ca Gọi là cha mẹ lỗi Khuyên thay đổi Mặt ta vui Lời ta dịu Cho nên thái độ để khuyên ca người khác Cũng phải cho chính xác Nếu không thì có thể sẽ hoàn toàn ngược lại Giả lại khuyên Thì chúng ta phải hiểu Sự hình thành quan niệm Tư tưởng của một người trưởng thành Đều không phải trong một sớm một chiều Cho nên khi khuyên bảo mà không nghe Thì phải làm sao Phải vui can tiếp Cái vui này là vui của vui thích Nghĩa là bạn phải nắm chắc thời cơ Khi nhìn thấy cha mẹ tương đối vui vẻ Hoặc là khi nhìn thấy người lãnh đạo tâm tình tương đối Thì hẳn khuyên không nên khuyên bảo vào những lúc cha mẹ đang không được vui vẻ rất có thể sẽ bị một trận mắng té tát vì thế phải biết xem xét tình hình dùng khóc khuyên đánh không giận dù cho cha mẹ không thể tiếp nhận thì chúng ta cũng không có một lời quán trách bởi vì chúng ta đang làm những việc mà chúng ta phải nên làm tự hỏi mình không thẹn với lương tâm cho nên khuyên cha mẹ không phải là nói họ không nghe thì thôi vì sao không khuyên họ nữa thái độ như vậy thì chúng ta đã quên đi bổn phận của người con rồi người khác đúng hay không đúng không quan trọng chúng ta từng giây từng phút phải nhắc nhở chính mình ta có làm đúng hay không ta có tận hết bổn phận hay không vì vậy cấp dưới khuyên bảo người lãnh đạo khuyên bảo cấp trên cũng phải biết quan sát thời cơ Và lại phải ở trong một cái tiền đề Là có được sự tín nhiệm của người lãnh đạo đối với chúng ta Nhất định là phải đủ mức thì mới có thể khuyên Chúng ta có thể nào mới vào công ty làm được 3 ngày Sau đó lại có thể trực tiếp Ăn nói thẳng thắn với ông chủ hay không Việc đó thì không thể nào Vì thế Cơ sở để khuyên can người khác là ở tín nhiệm vừa rồi trong tiết trước chúng ta đã nói đến một vị đại thần rất nổi tiếng ở trong lịch sử là ông ngụy chủy đời nhà đường ông đã biết nắm bắt thời cơ để khuyên can đường thái tông khi ngụy chủy qua đời đường thái tông vô cùng đau lòng cũng đã khóc một khoảng thời gian đường thái tông đã nói một đoạn Nói là lấy gương tự soi Lấy gương đồng soi rồi gương mặt mình Có thể chỉnh sửa áo mũ Nhìn vào có thể thấy quần áo chưa chỉnh tề ở chỗ nào Tóc tai đã gọn gàng chưa Có thể chỉnh sửa lại áo mũ Dĩ sử vi kính Nghĩa là lấy lịch sử đi làm thành tấm gương Rồi chiếu chính mình Khả dĩ tri hưng thế Có thể biết cách làm thế nào Để trị vì một đất nước Khiến cho nó hưng thịnh Làm thế nào để đất nước có thể thịnh dưỡng thì từ trong lịch sử có thể học hỏi được Một số kinh nghiệm Dĩ nhân vi kính Khả dĩ minh đắc thất Giả sử có thần dân chịu khuyên can họ Họ có thể biết được mỗi một chính sách của mình Đối với xã hội và đất nước là tốt hay là xấu Họ có thể từ trong những khuyên can của thần dân Mà biết được vấn đề được và mất vì thế đường Thái Tông nói ông có ba cái gương Đã bị bể hết một tấm Chính là ngụy Chủy đã qua đời rồi Đường Thái Tông có thái độ như vậy Thảo nào mà nhà đường Lại có nhiều hiền thần xuất hiện đến như vậy Ông cũng có thể sáng tạo ra Trinh quán chi trị Vào thời nhà đường Vì thế ngụy Chủy là một tấm gương rất tốt Vì việc làm một thần dân của người khác rất nhiều người làm thân phận là cấp dưới họ đều rất sợ vì khuyên can cấp trên có cái hiện tượng này hay không rất sợ phải khuyên can vì sao lại sợ khuyên có người nói gì có tâm được mất sợ sau khi khuyên rồi thì mất luôn chiếc ghế cho nên con người một khi có cái tâm được mất, khi chỉ biết lo được lo mất thì sẽ không thể nào tuân theo lý trí, không thể tuân theo chính khí để mà làm việc. Vì thế mà người xưa đã nói: "Vô dục tắc cương", chữ dục này có nghĩa là gì? Chữ dục này chính là tự tư tự lợi. Con người mà có tự tư tự lợi thì tâm của họ sẽ không ngay thẳng, sẽ làm những chuyện gì? lo lắng chuyện đông chuyện tây suy nghĩ chuyện này suy nghĩ chuyện kia cho nên hiện tại có rất nhiều viên chức của các cơ quan xí nghiệp mỗi ngày đều phiền não phiền não ở việc nên theo một vị quan nào nếu như theo sai người chúng ta hay nói là thay đổi triều đại giả sử họ theo sai người thì công lao Đổ sông, đổ biển hết rồi Gọi là vua nào thì triều thần đấy Lấy tâm thái như vậy Đối với cấp trên mà nói Thì cuộc đời có cảm thấy Có cảm giác vững vàng hay không Không thể nào Dùng cái tâm cảnh như vậy Thì mỗi ngày Không phải là chăm chỉ làm việc Mà đang làm cái gì Đang phỏng đoán tâm thái của cấp trên Cấp trên ưa thích chúng ta nói những gì thì chúng ta nói những lời nịnh hót đó Ưa thích chúng ta làm những việc gì Chúng ta liền đi làm những việc đó Sống những ngày tháng như vậy Rất là mệt mỏi Phương thức Làm việc như vậy Thì họ có thể nào Liên tục làm việc trong 20-30 năm một cách suôn sẻ hay không Rất khó Vì sao vậy Khi họ ai vua nịnh hót như vậy Làm như vậy thì cấp trên mới trọng dụng mà nói thì vị cấp trên đó có thể làm được lâu hay không Cho nên suy nghĩ Thì phải suy nghĩ cho sâu một chút Phải suy nghĩ cho xa Chân thật một người cấp trên mà bạn a du nịnh hót Thì mới ưa thích bạn Thì bảo đảm sẽ làm không được lâu Đến lúc đó thì bạn đúng là công lao đổ sông đổ biển rồi Ngược lại có một số người tương đối chính trực ngay thẳng Họ mỗi ngày đều suy nghĩ Ta làm những việc này cho cơ quan là chịu trách nhiệm đối với ai là chịu trách nhiệm với nhân dân chịu trách nhiệm với đất nước cho nên bất luận là ai làm cấp trên ta cũng nhất định là tận hết sức của mình để làm tốt công việc cũng bởi vì họ có được thái độ như vậy mà năng lực làm việc của họ cũng mỗi ngày một nâng lên bởi vì họ chăm chỉ làm việc Năng lực lại một mạch nâng cao Để đến khi có người cấp trên tốt đến Thì họ sẽ trọng dụng ai Họ nhất định là sẽ phải dùng người nào Có thể xử lý công việc được thỏa đáng Làm viên mạng Chức trách lúc này thì cơ hội không mời Cũng tự đến Vì thế chỉ cần chúng ta Vô dục Không phải gì tự tư tự lợi Tận bổn phận để làm việc Tin là trong suốt quá trình sự nghiệp cuộc đời chúng ta Nhất định sẽ có sự phát triển rất tốt Trong suốt các quá trình làm việc Thì tin là cũng là có rất nhiều cấp trên Rất nhiều quan trên sẽ có sự chiếu cố đặc biệt Rất đề bạc Vì thế trong quá trình công việc Ta gặp được cấp trên tốt Không chỉ là chỉ đạo bạn trên vấn đề năng lực Mà thậm chí là sẽ rất quan tâm Đến cuộc sống gia đình của bạn Cho nên một người ở trong cả quá trình làm việc Chúng ta phải thời thời có thể niệm nhớ Những người đã từng chiếu cố mình Những ông chủ hay cấp trên đã từng đề bạc chúng ta cái ơn này không thể nào được quên Ở trong xã hội hiện nay Có một số sự việc khiến chúng ta Xem thấy rất là đau lòng Thí dụ như Mới có một công ty Mở ra được 20-30 năm Khi xảy ra sự việc khủng hoảng Doanh nghiệp vào lúc này thì như thế nào Rất nhiều công nhân viên chức Bắt đầu bao dây công ty lại vào lúc này thì ai được lợi ích không ai được lợi ích họ có thể bởi vì hai hoặc hai ba tháng công ty chưa phát lương mà rất nhiều công nhân viên liền bao dây nhà máy lại con người hiện tại làm việc thường thì làm theo cảm tính nhất thời đều không biết suy nghĩ lâu xa một chút bởi vì một khi bao nhiêu công ty lại thì tình hình kinh doanh của công ty sẽ như thế nào sẽ đi xuống mà kinh doanh đi xuống thì ông chủ cũng không cách nào để lập tiếp được nữa thì công nhân cũng mất việc cho nên nếu thường làm việc theo cảm tính thì sẽ làm ra một số việc đáng ân hận mà khiến cho bất kỳ ai cũng không được lợi ích khi tôi nhìn thấy những sự việc này tôi suy nghĩ Ông chủ này trong 20-30 năm nay Đã chống đỡ biết bao nhiêu khó khăn Phải cảnh giác bao nhiêu trách nhiệm Cấp dưới có từng nghĩ qua chưa Công nhân chỉ biết nghĩ là Ta mỗi tháng có lương để lãnh là được rồi Bà của tôi là người làm việc cho ngành ngân hàng Ông nói bạn không nên nhìn thấy ông chủ Có nhà cửa dường như rất lớn Có xe hơi lái cũng rất tốt Kỳ thực người vất giả chăm lo cho ngân hàng nhất là ai chính là ông chủ trong khi doanh nghiệp phát sinh những vấn đề nguy cơ về kinh tế thì những ông chủ này mỗi ngày đều là gì chuyện tiền bạc mà đánh giá tình hình mà tính toán cho nên có thể là trong khi tất cả công nhân viên đang ngủ say ngon giấc thì ông chủ đang làm gì vẫn đang suy nghĩ tìm tòi vẫn đang phiền não vì vậy tất cả công nhân viên trong hai mươi ba mươi năm nay có thể có được cuộc sống gia đình ổn định như vậy thì có một phần công lao nhất định phải tính cho ông ta mà công lao trong hai mươi ba mươi năm nay ngược lại vì chưa kịp trả hai ba tháng lương mà đã đổi mặt thành thù với ông cho nên đích thực là con người không thể nào làm ra sự việc thất đức này không thể làm ra những việc vong ơn bội nghĩa này có một câu nói là đừng vì việc hiềm nghi nhỏ mà xa lánh tình thân đừng vì oán giận mới mà quên đi ân tình cũ một người không nên bởi vì thù ghét nho nhỏ vì một xung đột nho nhỏ mà lánh xa người thân việc này không được hiện tại người làm việc này có nhiều hay không tính khí nổi lên không áp chế được tức giận ngay cả cha mẹ cũng mặc kệ cả anh em cũng bất kể việc này rất thiếu đạo đức đừng vì quán mới mà quên ân cũ không nên bởi vì những quán giận nho nhỏ mới phát sinh mà đã có thể quên đi ân đức của mấy mươi năm cuộc đời của ông chủ thì cũng phải có lúc lên lúc xuống khi họ đang lúc đi xuống bà ngược lại lại cầm dao đâm họ một cái việc như vậy thật là không có nhân đạo rồi cứ làm như vậy thì nhất định sẽ dẫn đến đôi bên cùng thiệt hại tôi cũng đã từng xem thấy trên một tin tức người hàn quốc giờ mười mấy năm trước đã xảy ra sụp đổ tài chính vào lúc đó đông nam á nền kinh tế rất nhiều nước cũng theo đó mà sụp đổ các viên chức hàn quốc rất nhiều người đem tiền trong nhà của mình đi tìm các ông chủ họ nói ông chủ Ông không thể đóng cửa được Ông đóng cửa thì sẽ có hàng trăm gia đình gặp khó khăn Tiền của chúng tôi đây Ông có thể đem đi xoay sở Như vậy công ty Nhất định sẽ có thể tiếp tục kinh doanh Đều có thái độ Như cùng chung Một chiếc thuyền vậy Các vị bằng hữu Người Hàn Quốc Có cái thái độ đối với cấp trên Với người lãnh đạo như vậy Là học được từ ai Học được từ ai là học được từ thánh hiền trung quốc nhưng sự việc như vậy thì có thể nhìn thấy được ở xã hội trung quốc hay không có hay không không có vậy thì người trung quốc thì lại đi học ai vậy lại đi học tự tư tự lợi của người tây phương chỉ biết nghĩ đến chính mình cho nên cứ như vậy thì đất nước có thể đoàn kết hay không doanh nghiệp không thể đoàn kết gia đình cũng không thể đoàn kết cho nên chúng ta thân phận là cấp dưới cũng phải có lý trí phải có thể đôi bên đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau người nhật bản đối với chính sách của công ty thí dụ như là bất mãn thì họ tuyệt đối không đi bao nhiêu công ty mà họ đeo một miếng vải trắng lên đầu trên đó viết một chữ kháng nghị sau đó thì vẫn tiếp tục làm công việc của mình Tiếp tục làm công việc Công ty kinh doanh được bình thường Nhưng mà khi ông chủ đi vào Nhìn thấy mọi người đều đeo băng kháng nghị Thì lập tức triệu tập các chủ quản Để bắt đầu họp Rốt cuộc là chính sách nào không tỏa đáng Để rồi cùng nhau ngồi lại với nhau mà kiểm thảo Và một khi ngồi lại với nhau kiểm thảo thì sẽ điều chỉnh là một số cách làm Họ vừa điều chỉnh Thì những người công nhân sẽ cảm thấy cấp trên Cảm thấy ông chủ Cũng có phần thành ý để suy nghĩ cho họ Nhưng như vậy thì xung đột đã được quá giải một cách tự nhiên Cho nên người Nhật Bản làm như vậy Người Hàn Quốc làm như vậy Đều học được từ người Trung Quốc Cho nên các vị bằng hữu Chúng ta học thì nhất định phải học cái tốt Không thể học những thứ không tốt Kết quả những thứ tốt nhất này tất nhiên là sẽ dành cho gia đình của chính mình vì này chúng ta cảm thấy rất xấu hổ phải biết trân trọng văn hóa truyền thống của chúng ta hãy làm cho viên mãn hơn mối quan hệ quân thần này được rồi ở đây chúng ta đã nói đến điều thứ hai là quân thần hữu nghĩa tiếp đến thứ ba là phu phụ hữu biệt trước khi nói đến vấn đề vợ chồng chúng ta hãy suy nghĩ một chút vì mối quan hệ vợ chồng nó được phát triển lên như thế nào đương nhiên ngay từ xưa thì mối quan hệ vợ chồng đã phát triển lên một cách trực tiếp ngày xưa là thời ông mai bà mối cha mẹ đặt đâu con ngồi đó như vậy có tốt hay không? Rất nhiều người đều nói những thứ xưa cũ đều không tốt Kỳ thực nói những lời này là đều không có thâm nhập lý giải được đạo lý Giả sự nói tự do yêu đương rất tốt Cha mẹ gả ép kiểu ngày xưa là không tốt Vì xin hỏi vợ chồng ngày nay sống với nhau có tốt hơn vì chồng ngày xưa không? Cỡ nào thì cũng không tốt bằng ngày xưa Thực sự là lộn xộn hết cả lên chúng tôi cũng đã từng nhìn thấy có một người bạn mẹ của bạn ấy đã kết hôn ba lần cha của bạn thì kết hôn bốn lần vì gia đình này của họ thực tại là rất đông cũng là rất loạn có thể khi giới thiệu với người khác thì đầu óc cũng lẫn lộn cả lên cho nên mối quan hệ vợ chồng hiện nay so với ngày xưa vậy thì thật sự là kém quá xa vì sao lại như vậy bởi vì ngày xưa do cha mẹ làm chủ cho nên ai là người giúp chúng ta tìm đối tượng là cha mẹ cha mẹ lớn hơn chúng ta mấy mươi tuổi kinh nghiệm cuộc sống sẽ rất nhiều việc tìm đối tượng cho con của mình là vì mục đích hạnh phúc cả đời chúng đó không phải là việc nhỏ cho nên họ sẽ nhất định cẩn thận tìm đến những gia đình có gia thế tốt Tìm những người môn đăng, hộ đối Để mà kết thông gia Để kết cái nhân duyên này Vì thế mà sẽ tìm một cách rất cẩn thận Cho nên tỷ lệ ly hôn sẽ cực kỳ thấp Giả lại người hồi trước rất biết cam chịu số phận Gọi là Phu phụ hữu biệt Thì họ sẽ toàn tâm toàn lực Làm tốt chức trách của mình Thế hệ trẻ chúng ta hiện nay Thì không chỉ không hiểu được bổn phận của chính mình Phải làm những gì Để thích việc đòi nợ trả nợ này Vì thế khi vợ chồng phân công công việc Thì có thể là sẽ cãi giả nhau rồi Em giặt đồ 3 ngày Còn anh giặt đồ 2 ngày Mỗi ngày đều so đo tính toán Những công việc dùng nhặt nhỏ nhặt như vậy thậm chí là tiền bạc mỗi người đều có cất giữ riêng, đều có khoản tiền để riêng. Tâm của hai vợ chồng đều không thể có cách nào dung hợp lại thành một. Hôn nhân sớm muộn gì cũng có vấn đề. Thật cũng không có cách nào, thời đại này đã thay đổi rồi, cũng không có chuyện mai mối, cưới gã cha mẹ sắp đặt nữa. Hiện tại đang chú trọng việc gì là tự do yêu đương rồi tự do yêu đương đó đã đi đến kết quả như thế nào việc tự do yêu đương đến sau cùng thì không còn một chuẩn mực nào để nói gia đình đại loạn gia đình lại là một tế bào của đất nước của xã hội tế bào hỏng rồi thì cơ quan cũng hỏng mà gia đình đã hỏng rồi thì đất nước xã hội sẽ đồng loạn bất an Vì vậy việc dạy con cái tìm cho được Đối tượng tốt thì có quan trọng hay không? Quan trọng Xin hỏi khi nào thì có thể dạy chúng Để nó tốt nghiệp đại học rồi dạy phải không? Phải dạy chúng biết nhìn người Biết giao thiệp với người Cái năng lực này đặc biệt là quan trọng Cho nên trong tình trạng tự do yêu đương Thì phải cẩn thận ghi nhớ ba chữ là Thận ư thủy đối với việc bắt đầu thì phải hết sức cẩn thận cho nên khi tìm đối tượng thì phải như thế nào thì mắt phải tin tưởng nhất định là phải tin tưởng vì vậy phải dạy chúng biết nhìn người như thế nào người trẻ tuổi hiện nay thì không có cái khái niệm này không có khái niệm này thì rất là nguy hiểm vì chúng ta hiện nay xem thấy những nam nữ thanh niên này yêu nhau đều là việc nguy hiểm cận kề có cảm giác này hay không Đều là toát mồ hôi lạnh dùm chúng Cho nên khi tôi dạy học Tôi có rất nhiều học trò Đặc biệt là nữ có dáng vẻ xinh đẹp Tôi nhìn thấy mà rất lo lắng Hiện nay vẻ đẹp bề ngoài Có thể hại chết chính người đó Thật vậy Vì sao vậy Vì từ nhỏ lớn lên Bởi vì người nam hiện tại Chỉ chú trọng sắc Mà không chú trọng hiền ngoan bởi vì mọi người đều nói với chúng ta là Wow, con sao mà xinh đẹp đến như vậy Từ khi mới năm ba tuổi đã nói Con sao mà xinh xắn quá Thế là mỗi ngày chúng ta đều cầm cái gương để mà làm gì Để soi gương mặt của mình Chúng dùng hầu hết thời gian của mình vào việc gì Vào việc làm đẹp khuôn mặt Vào việc quần áo ăn mặc Mà không dành thời gian cho việc học tập kiến thức Không dành thời gian cho việc học hành Bởi vì những cô bé này từ nhỏ Đã quen nghe những lời khen tặng này cho nên chúng sẽ rất xem trọng gương mặt của mình Giả như sau khi lên trung học Để được những cậu thanh niên khen tặng Em thật sự là người xinh đẹp nhất mà anh từng gặp Vừa nghe những lời như vậy thì thế nào Như rót mật vào tai Cô bé sẽ mê mùi với những lời như vậy Thì rất nguy hiểm Cho nên học trò của tôi Đều là lớp 5 lớp 6 Thì đều nhất định là dạy cho chúng cách nhìn người như thế nào nếu không đến lúc nghe được những lời đường mật thì sẽ phiền phức cho nên con gái sợ gã nhầm chồng vì vậy năng lực này cần phải được bồi dưỡng ngay từ nhỏ tôi thường hay nói với học trò con người giao tiếp qua lại với nhau nhất định là có cái quỹ đạo phát triển tự nhiên của nó cho nên con người với nhau khi mới bắt đầu quen biết bắt đầu từ lúc quen biết nhau sau khi quen biết thì dần dần mới thân thiết thấu hiểu lẫn nhau bắt đầu tình trạng thấu hiểu nhau sự thân thiết thấu hiểu này hiện tại thì rất khó chúng ta có một câu nói vì không hiểu nhau nên mới lấy nhau bởi vì hiểu nhau thì như thế nào bởi vì biết rõ nhau hiểu rõ nhau là chia tay vì này thật sự là vô lý đều là chưa hiểu rõ nhau mà đã kết hợp rồi bạn xem con người hiện nay Đem cả cuộc đời của mình để làm trò đùa Đem cuộc đời của chính mình là làm trò đùa không nghiêm trọng Ai mới là người lo lắng Ai mới là người đau lòng Cha mẹ bạn còn đau lòng hơn cả bạn Người yêu thương bạn sẽ buồn lòng hơn chính bạn Tôi có một người bạn rất thân Tôi và cô ấy đã quen biết nhau rất lâu rồi Cô yêu một thanh niên không phải là người tốt cho lắm Nhưng mà chúng tôi thật sự là rất khó mở lời Gọi là người trong cuộc thì tối Người ngoài cuộc thì sáng Trong suốt một quá trình như vậy Chúng tôi cũng đều lo lắng thay cho cô ấy Vì sao rốt cuộc cô cũng đã bừng tỉnh cơn mộng sau khi con đã tỉnh ngộ được vấn đề Tôi liền lập tức chạy xe đến chỗ của cô Để làm gì? Để hộ giá cho cô Sau khi tỉnh ngộ Cũng có thể có lúc dấn dương tơ lòng Cho nên chúng tôi liền nhanh chóng đến để giúp đỡ cho cô Để cho cô không quay trở lại nữa Để cho cô không nên suy nghĩ lại Thế là khi đi hộ giá Thì đi đến nhà của cô Tôi chỉ nhìn thấy mẹ của cô bởi vì mẹ cô và tôi cũng quen biết nhau Nhìn thấy mẹ của cô khi kể về cô Đến chỗ này thì mắt mũi đỏ hoe Vì vậy chúng ta nói Con cái báo ơn cha mẹ Đều không thể nào báo đáp cho hết được Vì chúng ta vẫn còn làm ra những sự việc Khiến cha mẹ lo lắng buồn phiền Đến như vậy Xin hỏi mẹ của cô bạn này Có ngủ ngon được hay không Con gái của mình yêu một người mà không được hạnh phúc Bạn xem lúc nào mẹ của cô Cũng lo lắng thấp thỏm cho nên đích thực là cuộc sống chúng ta phải có lý trí bởi vì có rất nhiều người đang quan tâm lo lắng cho cuộc sống của chúng ta cho nên việc quen với ai cũng nhất định phải tìm hiểu rõ trước rồi mới tiến tới phát triển tình cảm như tìm hiểu như thế nào nhất định là phải tìm hiểu trong một tình trạng rất tự nhiên gọi là tình trạng tự nhiên chính là cũng giống như bạn học vậy giống như là đồng nghiệp vậy mọi người đều có cơ hội tiếp xúc với nhau vào lúc này thì bạn hãy quan sát họ xem họ làm việc có chăm chỉ nghiêm túc hay không, có tính trách nhiệm hay không. Bạn có thể quan sát người đó có biết quan tâm tới người khác hay không, có tâm bao dung hay không. Đây mới có thể xem thấy được người đó có biết đối đãi với người khác, có biết chăm lo người khác hay không. Có rất nhiều cô gái nói tôi cần gì phải để ý nhiều như vậy, chỉ cần anh ấy chăm lo cho tôi là được rồi. Vì tâm yêu thương của một người chỉ thể hiện đối với một người nào đó còn lại đối với người khác đều không có vì xin hỏi tâm yêu thương đó là thật hay là giả là giả đúng vậy vì thế chúng ta nói có một công cụ tốt nhất để tìm đối tượng là gì tiêu chuẩn tốt nhất cho việc này chính là hiếu đạo mấy tiết dạng trước đã nhắc đến rồi họ ngay cả cha mẹ cũng không biết quan tâm chăm sóc không có hiếu thuận thì việc họ tốt với bạn chỉ là giả đó chỉ là họ đang thấy được lợi ích để mà tranh lấy để đến khi cái lợi đó biến thành hại thì họ sẽ ruồng bỏ bạn thì sẽ bỏ mặt bạn vì thế khi bạn nhìn thấy họ biết quan tâm chăm sóc đối với người khác chứng tỏ người này rất có tấm lòng yêu thương bạn phải quan sát người khác như thế thì mới chuẩn xác được nhưng mà thanh niên hiện nay thì đều không biết họ đều ngay lập tức như thế nào hôm nay biết nhau thì ngày mai hai người đã chính thức yêu nhau rồi hai người đã bắt đầu yêu hẹn hò với nhau Lúc này bạn nhìn người đó có chuẩn được hay không? Tuyệt đối là không Họ tuyệt đối là sẽ đem những điều tốt nhất của mình Không chỉ là tốt nhất Có thể là cố giả bộ làm ra để cho bạn xem thấy Các bạn nhìn thấy thì rất cảm động Điều không tốt của họ thì sao? Thì họ sẽ giấu nhẹm hết Cho nên việc nhìn người Thì cần phải khách quan mà nhìn Phải xem trong lúc họ xử sự Đối người tiếp vật hàng ngày thì bạn mới có thể tìm hiểu được một con người nào đó mà kỳ thực vì sao những thanh niên nam nữ ngày nay chỉ thoáng cái là họ đã yêu nhau rồi để chưa nhìn thấy được rõ con người lẫn nhau vì đã bị ảnh hưởng bởi việc gì vì bị truyền hình làm ảnh hưởng bị những phim điện ảnh làm ảnh hưởng bạn xem họ xem những bộ phim nước ngoài xong thì như thế nào Buổi sáng vừa gặp đã yêu, buổi chiều thì đâu có thể kết hôn rồi, có phải không? Nhưng mà họ đều không biết là phương Tây cũng có rất nhiều người buổi sáng kết hôn thì buổi chiều đã ly hôn, thật là quan đường. Như trò trẻ con. Kết hôn mà lý nào lại có thể như trò trẻ con được chứ? Kết hôn là việc chịu trách nhiệm đối với người đối phương. Kết hôn là phải chịu trách nhiệm đối với con cái. Kết hôn cũng là chịu trách nhiệm đối với xã hội Bạn giả như Sau khi kết hôn xong Lại không thể dạy dỗ con cái cho tốt Để cho đứa con này phạm phải tội ác tày trời Phải khiến cho quốc gia phải điều động Hàng trăm cảnh sát để truy bắt nó Bạn xem đã lãng phí bao nhiêu tài nguyên của quốc gia Cho nên chúng ta dạy con Con cái sinh ra trong gia đình chúng ta Thì chúng ta phải chịu trách nhiệm với xã hội Cho nên thường khi tôi nói đến Mối quan hệ nam nữ Thì tôi đều bảo học học trò đứng dậy Là bảo học trò là gì? Là bảo những học trò thường xuyên không chăm chỉ học tập Vì sao sẽ không biết chăm chỉ làm việc Đều kêu tên chúng Đều là kêu học sinh nam Tôi nói em sau này đừng có cưới vợ Chúng ngẩn người ra cũng không biết tôi nói vậy là có ý gì Tôi nói em nghe cả bản thân mình còn lo chưa xong thì sẽ không thể nào là người biết tự chịu trách nhiệm Là người không có trách nhiệm Vì thì em sau này đừng có kết hôn Nếu kết hôn Thì sẽ hại người đối phương Không những là hại đối phương Mà còn lại hại luôn con cái chính mình Không những hại con cái mà bạn còn có lỗi với xã hội Nghe như vậy xong Thì chúng ghi nhớ sâu sắc Tôi tin là chúng sẽ ghi nhớ cả đời Tiếp đến ngoài việc chúng ghi nhớ Thì còn ai nữa cũng ghi nhớ Là những bạn học nữ khác Cũng biết được tìm đối tượng Thì phải tìm như thế nào Không phải tìm người biết nói lời ngon tiếng ngọt Mà là tìm người biết gánh giác trách nhiệm Còn các bạn nam khác nghe xong Thì cũng biết bản thân mình Không thể không có trách nhiệm Cho nên chúng đã được nhắc nhở như vậy khiến cho chúng hình thành được cái quan niệm này bởi vì thanh niên hiện tại bị ảnh hưởng bởi phim ảnh quá nhiều cho nên chúng đối với sự phát triển bình thường của mối quan hệ hai giới không có được nhận thức chính xác đã vậy còn nghe rất nhiều những bài tình ca dường như chúng cảm thấy nếu không yêu đến cố sống cố chết thì không thể gọi là tình yêu có hay không dường như phải khổ đến không thể chịu nổi như là bị dao cắt vào tim thì chúng mới cảm thấy tuổi trẻ của mình quả là không uổng phí người không lông bông thì uổng cả tuổi xuân việc này quả thật là hầu đồ với nhau một thể cho nên đích thực là mối quan hệ cha mẹ thì phải giáo dục mối quan hệ quân thần cần phải giáo dục mối quan hệ vợ chồng quan hệ giữa nam và nữ phải giáo dục con người mà không học thì không biết không hiểu đạo lý vì vậy sau khi quen biết thì phải hiểu biết lẫn nhau và có thể biết quan sát ở trong hoàn cảnh cuộc sống tương đối bình thường chữ biết này tương đối là khách quan đôi bên sau khi quen biết tìm hiểu nhau thì sinh ra điều gì quý trọng cái thái độ đối người của đối phương quý trọng sự quan tâm chăm sóc của đối phương đối với chúng ta rồi tiếp đến mới bước vào giai đoạn cảm mến nhau trong giai đoạn cảm mến lời thông qua một quá trình qua lại với nhau rồi cùng chung nhận thức những giá trị nhân sinh quan tiếp đến mới bước vào giai đoạn yêu thương nhau sau khi đã yêu nhau lúc thời cơ đã thành thục cha mẹ hai bên cũng đã tán thành trong quá trình tìm hiểu lẫn nhau này không chỉ là hai người các bạn tìm hiểu nhau mà phải làm cho cả quá trình như vậy đều có thể khiến cha mẹ cũng tiếp nhận có thể hiểu rõ có rất nhiều cha mẹ Không chấp nhận cuộc hôn nhân Thì tỷ lệ thất bại cũng rất cao Sẽ thất bại Vì sao vậy? Bởi vì cha mẹ không tán thành Thì nhất định cũng có cái lý do của họ Giả sử giữa nam và nữ với nhau Cảm thấy cũng rất hợp Thì bạn cũng không nên quá dội vàng Tiến tới hôn nhân Dĩ như bạn thật sự cảm thấy giữa hai bên thật sự là Thẳng thắn thành khẩn, chân thành muốn tìm hiểu nhau Cứ thông thả một chút Bạn cứ tiếp tục để cho cha mẹ hai bên có thể tán thành hơn Quan hỷ hơn Thì khi đó Hãy đi tính hôn nhân Thậm chí là người nam cần phải biểu hiện tốt hơn vượt trội hơn Để khiến cho cha mẹ của đối phương được yên tâm hơn Thì hãy tiến tới hôn nhân hôn nhân mà có được sự chúc phúc của cha mẹ Thì mới có thể lâu dài được Cho nên sau khi đã yêu nhau mà muốn kết hôn Kết hôn có phải là kết thúc rồi phải không? Không phải Có một câu nói thế này Kết hôn chính là nắm mộ của tình yêu Có phải thê thảm như vậy không? Mối quan hệ vợ chồng là phải xem ăn ở như thế nào Thậm chí là dù mối quan hệ vợ chồng có tốt Có mặn nồng hơn so với lúc còn yêu nhau Cần phải thương yêu, quý mến nhau Tôi thường nói tình yêu của một người Có thành tâm thành ý hay không Khi còn trẻ thì nhìn không ra Đến khi nào thì mới chuẩn được Thường vào ngày 15 mùng 1 hàng tháng Trên truyền hình có một quảng cáo Truyền hình quảng cáo gì vậy? Một ông lão dắt một bà lão đi vào bộ Lúc đi trên đường Bà lão nói với ông lão là Ngày mai nhớ ăn chay đó Mùng một một, mười 15 thì phải ăn chay Bà lão nhắc nhở ông lão Ngày mai phải nhớ ăn chay Bạn xem Một đôi vợ chồng già Hai bên Quan tâm giúp đỡ nhau Đến lúc cuối đời Tình yêu đó mới chân thật là dài lâu Vì vậy Loại tình cảm này mới là chân tình Vì sao mà vợ chồng đến khi già như vậy Mà tình cảm vẫn còn tốt như vậy Tuyệt đối là phải trải qua sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau Dùng tâm cho nhau Cũng chính là phải chăm lo cho cuộc sống Điểm này rất là quan trọng Khi tôi nói đến đoạn này Học trò của tôi đều rất là chăm chú lắng nghe Nghe rất chăm chú Đúng lúc tôi cũng đã dạy xong một lớp Khi tiễn chúng ra khỏi cổng Đột nhiên Khi tôi đi lại vào trong trường Đi vào trong lớp học Thì nhìn thấy một quyển sổ tay Tôi cũng không biết là Của em học sinh nào bỏ quên Tôi cảm thấy việc đó như là ông trời đã sắp xếp Đúng lúc em nào đó đã quên mang về Kết quả là tôi vừa mở quyển sổ đó ra Em học sinh này đã đem những nội dung mà tôi giảng ngoài khóa trình học ra Từng câu từng chữ đều ghi chép lại Tôi thấy vừa mừng mà cũng vừa lo Mừng là vì học sinh tiếp nhận Sự dạy dỗ Bạn nói cho chúng nghe những đạo lý làm người này Chúng nghe xong rất vui mừng Cái gì bạn hữu Vì sao giảng gì đạo lý làm người xử sự Thì chúng lại nghe rất thích thú Bởi vì chúng cảm thấy chúng có thể lập tức có được lợi ích ngay trong cuộc sống cho nên khi tôi nhìn thấy học trò ghi chép lại nào là biết nhau quen nhau tìm hiểu nhau yêu nhau kết hôn với nhau sau cùng còn đánh một cái dấu ngoặt nữa là ăn ở vì vậy tôi rất vui mừng cũng còn nhìn thấy được những câu khác như là lo trước cái lo của thiên hạ vui sau cái vui của thiên hạ và có một lòng tận tụy đến chết mới thôi rất nhiều nội dung mà Tôi giảng bổ sung em này đều ghi chép lại hết Cho nên rất vui mừng Khi những quan niệm này có thể khiến cho học trò được lợi ích Vậy lo là cái gì? Lo là không biết mình có nói gì sai hay không Đến lúc làm mất đi cơ hội của chúng Thì không thể gánh nổi Cho nên chúng ta đối với học trò cũng vậy Đối với con em của chính mình cũng vậy Những quan niệm gì làm người xử thế này Phải nhanh chóng chỉ dẫn Nhanh chóng dạy bảo những quan niệm này mà để chúng lên tới trung học rồi mới vậy thì còn kịp hay không thì sẽ không dễ dạy nữa rồi rất dễ bị hoàn cảnh xã hội và những người cùng trang lứa làm ảnh hưởng vì thế mà khả năng phán đoán này cần được sớm hình thành tiếp đến chúng tôi sẽ nói với học sinh làm thế nào để phán đoán cái gì gọi là ái cái gì gọi là ái ái là một chữ hội ý gồm một chữ tâm thêm vào trong một chữ thụ thế nào gọi là tâm thụ chính là dùng tâm để cảm thụ điều cần thiết của đối phương điều cần thiết của người khác như vậy mới gọi là ái là yêu thương Vì vậy khi có một người luôn suy nghĩ cho bạn Luôn luôn muốn thành tựu cho bạn Thì cảm thụ của bạn là gì? Là vô cùng hoan hỷ Vô cùng ấm áp Cho nên cảm giác của yêu thương là gì? Là ấm áp Cảm giác của yêu thương là ấm áp Các vị bằng hữu Hiện tại các vị có cảm thấy ấm áp hay không? Giả như đối với vị bằng hữu này cũng được người thân của bạn cũng được trong quá trình qua lại với nhau mà cảm thấy rất ấm áp thì đó nhất định là đối phương rất biết cách suy nghĩ cho bạn biết suy nghĩ cho bạn vì mọi thứ chúng ta vừa nói xong một quá trình hoàn chỉnh những thanh niên hiện nay họ lại không biết cách làm như vậy cho nên bỗng chốc thì hai người đã yêu nhau khi yêu nhau mới phát hiện là không thích hợp với nhau thì muốn chia tay nhưng mà do là khi bắt đầu không có cẩn thận cho nên đến lúc lấy phải anh chồng không ra gì thì họ có thể để cho bạn chia tay được hay không có được hay không có thể là không được nữa đến lúc đó thì rất là phiền phức cho nên hiện tại có rất nhiều nam nữ yêu nhau đến cuối cùng thì hai bên xung đột tổn thương lẫn nhau thậm chí là còn xảy ra những sự việc rất bi thảm đau lòng đều là bởi vì sự sai lầm trong tình cảm nam nữ cũng chính là vì khi bắt đầu không có cẩn thận không cẩn thận khi tìm đối tượng tôi thường thường nghe được có rất nhiều người trẻ tuổi nói hiện tại nếu không có đang yêu đương một ai đó thì cảm thấy bản thân mình rất mất mặt cho nên để theo kịp với phong trào nên phải đi tìm đối tượng để yêu có loại tâm thái như vậy thì sẽ khiến cho bản thân mình rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm bởi vì sao người trẻ tuổi lại có loại tâm thái như vậy nguyên nhân do đâu từ nhỏ đã tiếp nhận những loại như tình ca cho nên nghe nói hiện tại ở mầm non cũng đã nghe chúng thích nhau rồi đứa nào với đứa nào đó là một đôi ai đó với ai đó một cặp chúng ta không thể cười được nghe ra thì rất buồn cười nhưng mà suy nghĩ tỉ mỉ thì rất đáng sợ những thứ ô nhiễm này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến nội tâm của trẻ vì vậy mà đã có một học sinh tiểu học bị khó thai không biết cha của đứa bé là ai suy nghĩ công ra không xác định được là người nào sau đó khi phỏng vấn em học sinh tiểu học này cô bé nói hiện tại không có bạn trai thì thật sự là một sự việc rất mất mặt là từ một học sinh tiểu học nói ra cho nên chúng ta đối với con cái của mình đối với học trò của mình phải dạy cho tốt phải khiến cho con em tránh khỏi được sự ô nhiễm của truyền thông đa phương tiện cho nên để cho con cái xem truyền hình cũng phải thông qua sự lựa chọn những thứ sắc tình bạo lực những phim kịch ái ân tình thù thì không nên để chúng xem sau đó thêm một bước là dạy bảo chúng cách phán đoán như thế nào Thế nào mà có là chân thật yêu thương quan tâm người khác Cho nên khi chúng ta biết yêu thương người khác Nhất định là đem đến cho người khác một cảm giác rất ấm áp Cảm giác rất quan hỷ Nhớ như bạn hôm nay bạn chơi với người bạn này Hay là tìm hiểu với một đối tượng Làm cho bạn mỗi ngày áp lực đều rất lớn Rất đau khổ Dù lúc này bạn phải nhanh chóng như thế nào Phải mau mau đưa ra lựa chọn sự việc mà càng kéo dài thì càng phức tạp cho nên vào lúc này thì hiểu được đối phương có thể sẽ đem tình cảm để mà uy hiếp bạn họ nói sẽ rất yêu bạn cho nên bạn phải nên làm cho họ điều gì đó họ nói họ rất yêu bạn cho nên hôm nay bạn chỉ có thể ở bên họ chứ không thể ở bên cha mẹ sẽ đem chuyện tình cảm ra để uy hiếp đối phương để yêu cầu người khác. Vì thế hiện tại nam nữ yêu nhau có được thoải mái hay không? Rất nhiều người phải đau khổ. Bởi vì con người không biết được cách yêu thương người khác như thế nào, suy nghĩ cho người khác như thế nào. Vì thế yêu thương đích thực là việc cần phải học. Trong đề Tử uy có dạy chúng ta cách yêu thương người khác như thế nào. Vì vậy trong đó một chương gọi là Phím ái chúng phàm là người đều yêu thương nội dung phía sau thì bao hàm việc đối nhân sự thế vào trong ngôn ngữ hành vi áp dụng vào trong tình yêu thương đối với người khác được rồi cảm giác của yêu thương là sự ấm áp ở điểm này phải chú ý tuyệt đối không phải như mấy bạn tình ca là yêu đến chết đi sống lại cái đó không gọi là tình yêu đó gọi là gì đó gọi là nhục Lúc nào cũng muốn khống chế Muốn khống chế đối phương Muốn chiếm hữu đối phương Tức là khiến cho đôi bên đều bị áp lực rất là lớn Đó là dục chứ không phải là yêu Cho nên cái dục này Mặc quần áo rất đẹp đẽ Lại quá trang thành cái gì Quá trang thành tình yêu Bạn không có nhìn cho rõ ràng Thì sẽ bị lừa Góc độ thứ hai Có thể phán đoán là Có phải thật sự là tình yêu hay không thì ngôn ngữ là chính trực các gì bằng hữu tiêu chuẩn này của tôi tuyệt đối không phải là chỉ tiêu chuẩn cho mối quan hệ nam nữ mà thôi để xem tất cả thân hữu của bạn có phải thật sự là yêu thương bạn hay không đều có thể dùng cái tiêu chuẩn này để mà đo lược cho nên ngôn ngữ của tình yêu là chính trực chân thật là nghĩ cho bạn chứ không phải là hoa ngôn xảo ngữ không phải là lời hoa ngôn xảo ngữ Vì thế khi tôi giảng bài giảng này Sau khi đem biết nhau, quen nhau, tìm hiểu nhau, yêu nhau, kết hôn Phân tích cho học sinh nghe xong tôi đều sẽ hỏi Giả như nếu có một người con trai nói với em Khi mới gặp em là mình rất yêu bạn Thì em có tin hay không? Người con trai từ biết nhau mà nhảy một phát sang yêu nhau Đây rõ ràng không phải là một hiện tượng tự nhiên Nhất định là giả cái này là một sự sai lầm còn có người mới quen nhau ba ngày mà đã nói anh nhất định sẽ cưới em tôi biết nhau mà chuyển ngay sang kết hôn tôi nói với các em đó là tuyệt đối là lừa gạt đều là qua ngôn xảo ngữ ngôn ngữ đều không chánh trực ngôn ngữ không chánh trực thì có nghĩa nhất định là có ý đồ và mục đích Đến khi họ đạt được mục đích rồi Thì sẽ như thế nào Thì sẽ ruồng bỏ bạn Cho nên phải biết cách phán đoán Ngôn ngữ của đối phương Lời hoa ngôn xảo ngữ thì không thể nghe Nhưng mà nói thì nói gì Con gái thì sợ nhất là gì Cho nên nếu không có khả năng tương đối nào đó Thì không được Có một người bạn cũng rất là thú vị khi cô lần đầu gặp người chồng của mình Chồng của cô liền nói với cô Anh nói Răng của em không tốt cho lắm Đó là lần đầu tiên Con trai con gái lần đầu gặp nhau Thì chồng cô đã nói với cô là răng của cô không được tốt Người như vậy có tốt hay không? Có chánh trực hay không? Bạn xem, rất là chánh trực Lần đầu gặp thì đã nói răng của cô không tốt Sau đó chồng của cô Giờ lúc đó là vừa mới biết nhau Tiếp đến chồng của cô lại nói với cô nếu răng của em không tốt gì thì đường ruột của em cũng không tốt rất có khả năng suy đoán răng mà không tốt thì nhai sẽ không tốt thì tiêu hóa liền không tốt như vậy sẽ tăng thêm gánh nặng cho đường ruột lâu dài thì đường ruột cũng sẽ không tốt anh ấy nói như vậy có phải là lời thật hay không là lời thật cho nên cô chính là vì người chồng này mới bắt đầu gặp mà đã có thể trực tiếp nói răng của cô không tốt cô nói con người này rất là chánh trực tuyệt đối sẽ không nói lời giả dối cho nên cuối cùng cô đã lấy anh hiện tại thì vợ chồng họ đang sống rất là hạnh phúc rất là hạnh phúc cho nên chúng ta phải biết phán đoán ngôn ngữ thì phải chánh trực chứ không phải qua ngôn xảo ngữ thậm chí là rất nhiều bạn bè rất nhiều người a vua theo bạn thì những lời đó đều không phải là thật chúng ta phải biết phán đoán biết phân biệt tiếp đến là tâm địa là vô tư khi một người có tâm yêu thương thì có chuyện chỉ có tâm yêu thương với một người mà thôi hay không? Tuyệt đối là không. Mà người đó sẽ có tâm yêu thương quan tâm đối với rất nhiều người. Như vậy thì mới đúng. Có rất nhiều cô gái sẽ nói, chồng của họ xếp thứ nhất là cha mẹ. Thứ hai là anh em. Thứ ba là con cái. Họ là vợ xếp ở sau cùng. Kỳ thực khi họ nói như vậy Thì trong tâm của họ đã có chút an ủi Bởi vì người chồng mà biết hiếu thuận cha mẹ Biết yêu thương anh em Thì tâm yêu thương quan tâm người đó Đối với người khác Tình nghĩa đó mới là thật Vì thì bạn sống với người đó mấy mươi năm sau Thì tình nghĩa của họ đối với bạn càng ngày càng sâu Cho nên cái tâm địa này nhất định phải vô tư thì mới là thật Sau cùng là hành vi là thành toàn Khi bạn có rất nhiều cách nghĩ tốt mà muốn đi hoàn thành nó Họ tuyệt đối sẽ tùy hỷ công đức Họ tuyệt đối sẽ tán thành để bạn đi làm Đặc biệt là khi bạn muốn hiếu thuận cha mẹ Khi bạn có rất nhiều lòng yêu thương Khi bạn muốn thực tiễn những giáo huấn của Thánh Hiền thì họ nhất định sẽ tán thán bạn từ đáy lọc Thậm chí là còn đẩy thêm cho bạn Như vậy thì mới chân thật là tình yêu Hiện tại có rất nhiều thanh niên khi tìm hiểu nhau Thì lại không dám đưa người yêu về nhà mình ra mắt Thậm chí là nói em muốn về nhà để thăm cha mẹ Họ sẽ nói anh rất khó mới được nghỉ Cho nên hôm nay em ở chơi với anh Không đi đâu cả Người nam mà như vậy thì có nên yêu hay không Nguy hiểm không thể yêu bởi vì nếu như bạn muốn về báo hiếu cha mẹ thì họ nhất định phải như thế nào, phải quan nghĩ, nói em bao giờ đi, thậm chí là còn nói để anh đưa em về. Vậy vì sao mà những người trẻ tuổi này lại không dám theo cùng đối phương về nhà của cô? Nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân là bởi vì cha mẹ của người đối phương đều có những kinh nghiệm từng trải, đến lúc đó thì khi nhìn thấy họ sẽ giống như kính chiếu yêu vậy. Chiếu ra thì sẽ lộ hết chân tướng Vì thế mà tên điên hiện tại Đều rất sợ đi gặp cha mẹ của người yêu Đó là bởi vì Đức hạnh trong nội tâm chưa đủ Cho nên Khi đối phương có những cách nghĩ hay này Thì chúng ta phải tùy hỷ với họ Như vậy thì tình cảm đôi bên Sự tán thành của đôi bên cho nhau Sẽ càng ngày càng cao Tôi có một người bạn Em gái của người bạn này Làm việc ở Ha Quai Nhưng mà đúng lúc này Thì thân thể không được khỏe Cho nên vấn đề kinh tế Liền giảm sút trở xuống Người bạn này của tôi Là anh trai của cô Anh bạn này Liền đem số tiền tích cớp được trong 2 năm Đem chuyện hết cho em gái Tin là hành động này sau khi thực hiện Thì ai là người vui nhất Là cha mẹ Cha mẹ của họ là quan hỷ nhất huynh đệ hữu ái Thì đó là gì khiến cha mẹ yên lòng nhất Khi làm những công việc này Anh còn ủy thác cho người vợ mà nói Em hãy giúp anh đưa món tiền này cho em gái Dễ như bạn là người vợ đó Thì bạn sẽ nói gì Tiền này không phải chỉ có một mình chồng kiếm ra được mà thế nào Là vợ chồng cùng kiếm ra Kết quả là vợ của anh Rất quan hỷ mà chuyển số tiền ấy đi Để thành tựu người chồng Thành tựu đức hạnh của việc yêu thương em gái Và sự tương thân tương ái Còn trước mặt chồng mà nói Cô rất khâm phục anh ấy Khi làm như vậy Vì thế mỗi lúc cô đều chỉ nhìn vào ưu điểm của chồng mình Vì thế mà vợ chồng họ sống với nhau rất hòa thuận vui vẻ Cho nên khi người bạn đời của chúng ta Làm ra được những việc rất tốt như vậy Thì chúng ta nhất định phải toàn tâm, toàn ý mà giúp đỡ Cho nên hành vi là thành toàn mà quan hệ với vợ chồng nếu thuận theo đạo nghĩa thì phước phần gì sau của đại gia đình này nhất định sẽ rất lớn được rồi tiết học của chúng ta hôm nay chỉ đến đây thôi cảm ơn mọi người